Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình ra cái khu vườn trồng chuối già với đu đủ nè các bạn. Đu đủ mình đang cho trái nha các bạn. Mới ra trái. À, để mình quay mấy cái bầy, cái quầy chuối già cho các bạn xem nha. Đây, trái đu đủ nè, cây nào cũng có trái nè. Trái đu đủ này sắp sắp điểm rồi. Quá trời trái, lát mình qua bên kia mình quay cái cây cây đu đủ tròn, trái từ dưới gốc lên trên đọt luôn. Đây con quậy chú già, một bụi này là hai bụi này, hai hai cây, hai quậy các bạn. 2, 4, 6, 8, 10, 11 nải các bạn. Quầy nào cũng có chục nải không. Đây có cái cây cái ớt nè, ớt chim trái thì ghê luôn. Cây này mới có trái nè. Đây một quầy nữa nè. Bên đó một quầy nữa. Quá trời. Đây 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 cây đu đủ nè. Đủ trái tròn nha, trái từ dưới gốc mà trái lên trên đọt luôn. Đây mình đi mình cho các bạn xem cái tổ chim trên cái quầy chuối già nha. Đây là cái rau bồ ngót này các bạn, cây bồ ngót. Rau này thì ở quê thì thích trồng rất là nhiều các bạn, ở ngoài vườn rồi có rau này để nấu canh đó các bạn. Các bạn suốt cái lá này nè nấu canh, mình trồng rất là nhiều luôn. À, đu đủ nè, đu đủ cũng có trái. Đây là khoai mì của ruột vàng nha các bạn, khoai mì vàng. Đây mình bẻ cho các bạn xem cái củ này nó màu vàng nè. Cái ruột nó màu vàng chứ không phải màu trắng như khoai mì lá đỏ. Đây các bạn thấy nó vàng vàng này. Khoai mì này ăn cũng ngon lắm các bạn.
Đây có cây chuối xiêm quá trời bự luôn. Quá trời cây chuối xiêm mà. Quá trời đu đủ. Mình trồng khoai mì nè, mình lấy lá này cho vịt ăn nữa nè các bạn. Đu đủ mình đang cho trái rất là nhiều luôn. Đây nữa nè. Thôi mình đi qua cho các bạn xem cái tổ chim nè. Này ở quê là dễ thấy lắm. À, quên nữa, một cái trái chanh dây nè các bạn. Chanh dây mình có con dây mà nó bò nè. Bò trái quá trời trái. Nó bò lên cây nhãn. Ở đây cũng có mới chanh dây mình mới trồng nè. Giờ nó bò từ lưa hết trơn. Ít yên chim mới bay qua. Chim bay ra rồi. Đây có quầy chú già nè, nó có cái cổ chim nè các bạn. Đây là cái con chim chim sẻ nha. Nó thường làm tổ ở trên mấy cái quầy chuối như thế này. Chú già, chú chim này kia. À, cái tổ nó làm ở trên cái nải đó các bạn, rất là độc đáo luôn đấy. Để mình bắt cái ghế mình lên coi nó có trứng không. Mình nghĩ cái con này nó đang ấp nè. Đây mình qua bên đây mình quay nè. Nó tha thổ, tha gác nó làm cái thổ này đã không. Ở trên đây nó có cái trên nó có cái quậy, cái nải chuối mà nó có 3 trái rồi các bạn. Trái đó nó bị 2 trái nó dính lẹo rồi. Đã không. Cái tổ nè, để mình coi coi nó có trứng không. Chả thấy gì. Chói nắng quá. Bắt lên cũng không có được nữa các bạn. Nó cao quá. Bạn này thấy được cái tổ chim trên cái quầy chuối nè. Mình quay cho các bạn xem chơi cho vui ha. À, thôi vậy chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.
Thank you.